Skin BB, phòng chống hâm da hiệu quả, an toàn cho trẻ sơ sinh. Ủa, em sao vậy? Ngày mai là Noel rồi, mà không ai tặng quà cho em hết trơn á. Vậy em thích gì? Để chị tặng cho. Thôi, không còn đâu. Em thấy trên TV á, nhà nào cũng có cây thông Noel hết trơn á. Nhưng mà sao giờ mình không có ta? Thì chắc tại là ông không thích, cho nên ông không có chưng cây thông thôi. Nếu như có thì chắc đẹp lắm hả chị? Vừa to nè, hoặc nhỏ cũng được, đẹp quá. Chị? Thì mấy cái này chị lượm đó. Làm cây thông bằng mấy cái này hả? Ừ. Mà làm kiểu gì vậy? Em làm ngôi sao đi. Ngôi sao dễ á, chỉ cần lấy cái này quấn lại là xong rồi. Còn chị sẽ làm hộp quà. Chị, sao không còn gì ăn trơn vậy? Ủa, hai chị em mày đang làm gì vậy? Nam Chi nè, bạn có muốn trang trí cây thông với tụi mình không? Gì? Trang trí cây thông hả? Mấy cây rác này mày cũng thích hả? Mà cũng đúng rồi, chỉ có mày á mới thích những mấy cái cây rác rưởi như thế này thôi. Merry cây rác mất. Nè, em không làm chung á thì đi ra ngoài đi, chút xíu chị xuống chị nấu đồ ăn cho. Bộ chị tưởng á em thích ở đây lắm không bạn? Ba ơi, ba làm cây thông Noel với con đi. Để sao đi con? Ủa? Sao bữa nay đi làm về sớm vậy? Hôm nay là Noel mà. Ai không biết Noel? Noel thì có gì đâu. Em thay đồ đi rồi mình đi chơi. Thôi đi. Lễ Lộc là ngày em làm biếng nhất luôn á. Ra đường đông đúc kẹt xe rồi khói bụi mệt mỏi lắm. Thôi mà đi đi. Anh có một món quà này dành tặng cho em, bảo đảm em sẽ bất ngờ cảm động muốn khóc luôn. Quà gì vậy? Tèn tèn. Cái gì vậy? Voucher của khách sạn Wishroom đó. Xong rồi. Yeah, đẹp quá à. Bây giờ mình mở đèn màu lên á, còn đẹp hơn nữa đó. Vậy chị mở đi. Ừ, bây giờ chị qua chị tắt cái đèn phòng, rồi em bấm cái nút đi giùm chị nha. Dạ. Nút này hả chị? Ờ. Nè, 1, 2, 3, running. Ủa, sao kỳ vậy? Em mở mà. Để chị coi coi, chắc là nó bị hư cái gì rồi á. À, lấy giùm chị cái vít nha. Dạ. Ôi, em chào anh Huy. Ủa, em đi đâu hả? Dạ, không có gì. Ồ. Ủa, cậu cần lấy gì hả? Cây thông Noel hả? Đẹp quá chị ơi. À, hai chị em tôi làm hả? Đẹp quá. Mà cái đèn này không biết nó bị cái gì nữa mà nãy giờ mở không có lên nè. Cái đèn hả? Đâu để em coi cho. Cậu biết sửa điện nữa hả? Ba cái này đơn giản lắm. Tất cả nằm trong cái hộp này nè. Đó, bây giờ mở ra. Đó, nó nằm ở trong đây nè. Mất hồn à. Chị ơi, này nè chị. Ừ, cảm ơn em. Đó, bây giờ mình xiết cái này lại. Đó. Rồi, chị tắt đèn đi. 1, 2, 3, lên. Đèn. Ủa? 2, 3, lên. Chị bật đèn lên lại đi. Chắc là hồi nãy em siết chưa có kỹ, em siết kỹ ra. Rồi lại nha, lại nha. Lắc đèn đi. 1, 2, 3, lên. Ủa anh bật chưa vậy?
2, 3, lên. Hả, lên rồi kìa. Ủa, cái này là đèn phòng mà. À. Mà nó bị sao vậy? Cái này nó cũng đơn giản lắm. Chị bây giờ chị cứ đi đâu chơi đi. Em cũng đi chơi luôn đi. Thì chừng nào xong em kêu cho. Vậy Tâm Anh đi với chị nha. À. Sao không được vậy ta? Ê! Cháy rồi! Chị ơi! Chị ơi! Cháy rồi chị ơi! Chị ơi! Chị ơi! Cháy rồi chị ơi! Em đói bụng hả? Em ăn đỡ cái này nha. Thôi đi, mệt muốn chết mà giờ này ăn gỏi cuốn. Nhưng mà dù gì đi giày anh thấy cũng là kỷ niệm mà. Kỷ niệm bực bội hả? Em đã kêu ở nhà đi không chịu, đã nói là đi ra đường là kẹt xe không có nhúc nhích gì được mà ra đây khói bụi không. Bực mình quá à. Kỷ niệm bực bội thì có. Biết rồi thì anh xin lỗi rồi. Ráng đi, chút xíu nữa thôi hai vợ chồng mình sẽ được tận hưởng một đêm quyết rung rồi. Coi kìa. Hả? Nguyên cái cọng rau dính cái răng kìa. Cái gớm quá đi à. Rau dính hả? Đặt, rau đặt. Thấy à, thấy à. Lắc đi cái đầu là lắc lưu cái đầu. Ồ sao hoa không lắc? Ồ sao hăng lắc là lá là lá là lá. Cuối cùng có chịu cười rồi nha. Lắc cái đầu là lắc cái đầu. Nè ăn đi, ăn cho con đi. Để ăn cho con đi mà. À đâu 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 à. Ủa? Ủa? Sao sao nó là ờ à, bây giờ hai người ở ngoài đi. Em muốn tạo bất ngờ, em muốn tạo bất ngờ mà. Coi chừng cái tay, coi chừng cái tay. Thôi coi chừng cái tay, coi chừng cái tay. Con Nguyên ơi. Anh Nguyên. Rồi, ta da da da. Đẹp quá, em cảm ơn anh nhiều. Đâu có gì đâu. Đẹp quá. Đẹp ha. Chơi nè. À, lại đi chơi nè. Dạ thôi được rồi. Tâm Anh à. Hả? Gì vậy? Mày có muốn chơi búp bê với tao không? Ừ. Bạn chọc mình đó hả? Không, không, tao không có chọc đâu. Nếu mà mày thích chơi thì mày vô phòng tao mà chơi. Không thì thôi. Sao hôm nay bạn tốt với mình quá vậy? Tại vì Noel tao mới cho mày chơi thôi đó nha. Ơ à, nè, đợi mình với. Cảm ơn cậu nhiều nha. Có gì đâu cảm ơn. Ủa sao mặt chị buồn vậy? Chị đang nghĩ gì hả? Ừ. Đâu. Đâu có gì đâu. Ừ. Mà cậu biết không? Khi mà tôi lên cấp 2 á là mẹ tôi mất rồi.
Nếu chị mệt thì